Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và trước hết sư cô kính gửi lời thăm và thành tâm kính chúc toàn thể quý Phật tử, quý hội đoàn, quý truyền thông báo chí và bạn bè khắp nơi trên toàn thế giới và hỏi thăm tất cả quý vị, cũng như kính chúc toàn thể quý vị một năm mới tràn đầy niềm vui tươi, may mắn an khang và các tường như ý. Kính thưa quý vị, sáng hôm nay tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Tô Đình Giác Nhiên, quý Chư Tăng Ni có tổ chức một buổi cung nghinh quý ngài từ Sri Lanka về chùa để ban phép lành đầu năm cho quý Phật tử, đặc biệt là múa lăng cũng như đốt pháo để cung nghinh quý ngài trong sáng hôm nay. Chắc là sư cô phải mời quý vị theo dõi chương trình để xem chương trình nó náo nhộn vui như thế nào. Sư cô xin cảm ơn tất cả quý vị và trân trọng kính mời quý vị cùng đón xem. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tết 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 đến rồi, tết 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 tết
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Kính bạch chư tôn, trưởng lão hòa thượng, chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể quý đồng hương Phật tử xa gần. Lời đầu tiên, chúng con vô cùng hân hoan gửi lời cung kính chào đón quý ngài và toàn thể quý đồng hương Phật tử đã có mặt trong buổi cầu an và bước lành nhân ngày đầu năm mới Tân Sửu tại Pháp Viện Minh Đăng Quang Tổ Đình Giác Nhiên hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, mỗi năm khi dịp Tết đến xuân về, lòng người hân hoan rộn rã đón mừng năm mới. Ngoài kia, tuy trời còn giá lạnh mưa rơi, nhưng không khí xuân ấm áp tràn đầy ngập nơi đạo tràng này, ấm áp tình người, tình đồng hương, tình thầy trò pháp lữ. Tất cả đều hướng tới và hy vọng một năm Tân Sửu 2021 đem lại những điều tốt đẹp và bình an đến với tất cả mọi người của chúng ta. Xuân Tân Sửu là ngày Tết cổ truyền của người Việt chúng ta, cũng chính là dịp để tất cả mọi người chúng ta cùng nhau quây quần bên gia đình, bè bạn, chúc tụng, trao cho nhau những ước mơ thiện lành, nhắc nhở con cháu giữ gìn truyền thống tốt đẹp tổ tiên. Với đạo Phật, ngày đầu xuân quý Phật tử về chùa lễ Phật tụng kinh đầu năm để hồi hướng công đức cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc. Cùng với ý nghĩa đó,
Tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Tổ đình Giác Nhiên, chúng tôi tổ chức khóa lễ cầu nguyện, nghinh xuân chúc phúc để quý đồng hương Phật tử cùng về chùa vui xuân hái lộc và trao gửi cho nhau những lời chúc tụng tốt đẹp nhất trong dịp đầu năm mới. Cũng trong dịp này, sư cô muốn tạo duyên lành để Phật tử gieo trồng phước đức trong ngày đầu năm, nên đã tha thiết thỉnh cầu với cao tăng trưởng lão hòa thượng cùng cao tăng đoàn Sri Lanka Quan Lâm Pháp viện Minh Đăng Quang Tổ đình Giác Nhiên này để cầu nguyện ban phước lành và hồi hướng công đức tu tập của quý ngài cho quý Phật tử đạo tràng chúng ta, cũng như quý đồng hương bạn bè thân hữu xa gần. Đồng thời, góp lời cầu nguyện đại dịch Covid chống qua đi, để nhân loại có cuộc sống thanh bình, mọi người được sống khỏe mạnh, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con là tỳ kheo ni Thích Nữ Ngọc Ly. Và kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta đã biết là ngày hôm nay có quý cao tăng của những vị Sri Lanka đã đến đây. Cho nên sư cô muốn có những cái đôi lời bằng tiếng Anh để mà gửi đến với quý ngài. Cho nên quý vị hoan hỷ. Nam mô Buddha Sakhi Muni Buddha. Nam mô Happy Buddha. Respectfully the most venerable Sangha and all bhikkhunis. Dear most venerable Dharma's friends, this of all we extremely, very, very happy to greet and welcome you and all fellow Buddhists today at Pháp viện Minh Đăng Quang, Tổ đình Giác Nhiên. We are present at the blessing ceremony on New Year Days of the Ox of Minh Đăng Quang Dharma Institute, Thích Giác Nhiên Temple. Ladies and gentlemen, early year, when the Lunar New Year comes, everyone is very happy to join and welcome to the New Year celebrate. Outside, although it's still cold and little rain, but we are so warm in this moment. The warm love is spreading between our Dharma friends, Sangha, special respect to teachers, of the teachers and students under Buddha's shade. We are looking forward to the new year of the ox with hope that 2021 brings good things and peace to every one of us. New Year of the Ox is the traditional holidays of Vietnamese tradition peoples. It is also an opportunity for everyone to gather together with families and friends to congratulate and give each other to the good dreams, to remind our children and grandchildren to keep and preserve to good cultural tradition of ancestors. For the Buddhism, on the first day, the Lunar New Year of the Earth, the Buddhists come here to chant and worship Buddha, to pray for all of us and for the world a peace and safety life. This with meaning and my Minh Đăng Quang Dharma Institute's Thích Giác Nhiên Temple's hold a prayer ceremony blessing to us to be happy in now and then and to give us the best wishes. On this occasion, I would like to create good condition for the Dharma friends, Buddhists, to plant merit in the first day of the year. So I have requested the most venerable Mahasangha delegation from Sri Lanka to present here to blessing and dedicate the merits to our achieve to all of us, as well as other friends in everywhere in the world. At this same time, we all pray to the COVID-19 pandemic to quickly pass
In order to have a peaceful life, every one of us is healthy and very, very happy, lucky and peacefully. Once again, I would presenting all the bhikkhunis, bhikkhus and bhikkhusni in Pháp Vị Minh Đăng Quang, Tổ Đình Giác Nhiên temples. I would very grateful, great and respectfully thank you all your times, most venerables and all venerables here today with us on behalf of Giác Nhiên temple, Dr. Bhikkhunis. Thank you. Venerable Dr. Elizabeth, and also our Aurak Sangha members, we are, first of all, we want to congratulate and give our blessings upon Vietnamese New Year. I would like to share one of the messages. Last night I talked to our Sri Lankan Prime Minister, Honorable Mr. Mahinda Rajapaksa. He specially says to give to you, I told I'm going to go to your temple today. He asked, convey his blessings, also convey to Vietnamese people his message, Happy New Year, especially Bhikkhuni. Our President and Prime Minister, both of them are very, very happy with you, because our Dr. Elizabeth, Bhikkhuni Dr. Elizabeth, helped Sri Lanka, helped our Sri Lankan Sangha members. Therefore, our Prime Minister especially have a very much respect, honor to you. Even he told he going to make a special visa categories to you to stay in Sri Lanka. Personally, I believe, Bhikkhuni, you might in Sri Lanka a long time ago, one of our queen in Sri Lanka, control the country. Therefore, we are very happy, our Sri Lankan Sangha members. We all the time with you, even my Sri Lanka, my own temple, very big temple in Pamankara, you are the patron, advisor. I'm grateful to you. You can go now see how you renovated the temple. Now it's a very beautiful place. All of our Sangha members have many kind of good stories telling about you. Therefore, this time, behalf of the Sri Lankan Sangha Council of America and Canada, again, Global Assembly of Buddhist Sangha confirmed the title Sasana Sobhana. It means one who glorifies the practices, teachings of the Buddha upon Bhikkhuni, I call him Elizabeth, Dr. Elizabeth. We hereby express our appreciation for here to effort to further Buddha Sasana. May her compassion, kindness and wisdom inspire us for many years to come. February 12th, 2021. Thank you so much, our Bhikkhuni. We are grateful to you all for your contribution, especially you are taking care of our Dr. Khemananda and Venerable Panyaratana and other Sangha members. Thank you so much for you. Therefore, this time, our compassion, love, appreciation, so much need. Our Sangha members right now going to bless upon to eradicate
remove this pandemic, corona pandemic, and be very healthy, not only America, whole world be very successful, healthy test. Thinking that, thanking again Bikunis and all of you, our Venerable Sangha members going to do special chanting right now. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dịp đầu xuân Tân Sửu, đạo tràng Pháp viện Minh Đăng Quang Tổ Đình Giác Nhiên cung kính gửi đến chư Tôn Đức, kính chúc chư Tôn Đức trong và ngoài nước được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, chúng sanh dị độ, Phật quả chóng viên thành. Và cũng thành tâm kính gửi đến toàn thể Phật tử trong và ngoài nước được vạn sự kiết tường, phước lộc dồi dào, bồ đề tâm kiên cố. Năm nay mùa xuân đến, trong cơn đại dịch toàn cầu, cũng xin cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Đại dịch chóng qua và mọi tai nạn được giải trừ để chúng sanh được hưởng phước lành của chư Phật và chư Bồ Tát trong cuộc sống an lành của hành tinh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Samanta Chakravalesu Atra Yeah.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết. Sư cô xin cảm ơn toàn thể tất cả quý Phật tử xa gần, đặc biệt là xin tri ân đến tất cả phái đoàn Sri Lanka. Quý ngài không quản ngại đường xá xa xôi, 2 tiếng đồng hồ lái xe cũng như là xa hơn nữa về Pháp viện Minh Đăng Quang Tổ Đình Giác Nhiên để thọ nhận ngày cúng dường trai tăng đầu năm, cũng như quý vị đã có đôi điều chú nguyện cũng như ban phép lành cho tất cả quý Phật tử xa gần cũng như toàn quý vị ở khắp nơi trên toàn thế giới được một cuộc sống bình an và mọi người được trở lại cuộc sống an lành hơn sau những ngày bị đảo lộn về đại dịch Covid này. Cho nên sư cô thấy rằng một buổi lễ rất là trang nghiêm, thanh tịnh và trang trọng đã diễn ra và thành công viên mãn. Sư cô xin cảm ơn quý Phật tử rất là nhiều cũng như tất cả quý vị về tham dự trong ngày mùng 1 Tết ngày hôm nay. Thank you very much for all Mahasangha to spend time to come here to blessing and praying for us to share for the words of peace and a blessing for all of my devotees and everybody followers today. Thank you for your times and I wish the Buddha bless you all. I wish you all have a stay very, very healthy, happy, peacefully. Thank you very much.